Tại sao trò chơi ném bóng vào xô tưởng chừng đơn giản, khoảng cách thật gần, nhưng chúng ta không thể ném nó vào? Vì loại bóng này rất đàn hồi, kết hợp với thùng nhựa có độ đàn hồi cao và góc nghiêng. Điều này làm cho quả bóng bạn ném tiếp xúc với xô sẽ bật ra ngay lập tức. Những quả bóng và thùng có độ đàn hồi cao, nó làm cho quả bóng bật ra rất dễ dàng. Muốn giữ cho quả bóng không bật lên khi ném bóng, sử dụng sức mạnh của cổ tay để thêm độ xoáy cho quả bóng, tức là quay ngược chiều kim đồng hồ. Độ xoáy khiến bóng tiếp xúc, đồng thời có một lượng ma sát nhất định, nó sẽ làm cho quả bóng tiếp tục quay vào trong. Điều này khiến bạn rất dễ thành công. Nắm vững các nguyên tắc và phương pháp, bạn có thể giành chiến thắng trong trò chơi.